Và bây giờ là hai cân điện tử Taneta KD187 và KD192. Anh này 1 kg, anh này 2 kg. Anh này có lớp đĩa silicone có thể tháo rời để vệ sinh sau khi sử dụng. Rồi anh này có chế độ macro mode, nghĩa là mình tăng cái độ chính xác lên 10 lần. Ví dụ như mình cân yến hay cân cái gì đó mà nhỏ hơn, nhẹ hơn 1 gram, hay là mình cần cái độ chính xác cao, thì cái cân này nó có chế độ tăng lên 10 lần chính xác. Thì hôm nay là cái cân này hơn anh này rất là nhiều. Nếu như mà anh chị yêu cái hình dáng này thì giữa cân 1 kg và cân 2 kg, thì cân tự gia phát khuyên anh chị nên chọn cái mã KD192 này anh chị ha. Còn bây giờ là cân KD192 và cân KD160. Hai cân này đều là mức cân tối đa là 2 kg và độ chính xác 1 gram. Nếu anh chị nào thích cái hình dáng nõn nà, màn hình lớn, số lớn đẹp như thế này thì mình sẽ chọn KD192. Hoặc là nếu anh chị nào mà thích cái độ chính xác 0.1 gram ở chế độ Max Remote thì cái cân này nó có độ chính xác là 0.1 gram cho những cái nhu mục đích đó. Còn những anh chị nào mà thích cái cân nó có sẵn cái tô thì mình sẽ chọn KD160. Thích cái cân nào đó nó bền, nó cứng cáp hơn, nó liền khối hơn thì mình sẽ chọn KD160. Trong thực tế thì anh KD160 này, cái sức mua của anh này nhiều hơn anh KD192 rất là nhiều anh chị ha. Và bây giờ là cân điện tử Taneta KD160 2 kg, độ chính xác 1 gram, và cân điện tử Taneta KD321 3 kg và độ chính xác 0.1 gram, ở cái mức 0 gram cho tới 300 gram thì có độ chính xác 0.1 gram. Cho nên là những anh chị nào đang quan tâm tới cái dòng cân mà có độ chính xác cao hơn như là 0.1 gram và cân được tới 3 kg thì thường xuyên sẽ chọn cái dòng cân Taneta KD321 này, tại vì thiết kế nó sang trọng hơn, nó đẹp hơn và nó chắc chắn hơn, dĩ nhiên nó sẽ bền hơn cái anh Taneta KD160 này. Và bây giờ là cân điện tử Taneta KD321 3 kg, độ chính xác 0.1 gram, và đây là dòng cân điện tử Taneta KD200 có mức cân tối đa là 1 cân, 2 cân và 5 cân bằng giá thì nhau. Thì hai cái dòng cân 321 và KD200 này gần như là cho hai cái mục đích sử dụng khác nhau nhiều. Anh chị nào mà cần một cái cân đẹp, mức cân tối đa 3 kg và độ chính xác cao thì mình sẽ thiên về chọn KD321 này. Còn anh chị nào mà cần một cái cân có đĩa cân nó lớn hơn, hay là cần một cái cân nó công nghiệp hơn, thì mình có thể chọn dòng KD200 này. Chị vừa xem qua các dòng cân điện tử của Taneta như là KD187, KD160, KD192, KD321 và KD200. Thì qua video lúc này thì kênh Tự Gia Phát hy vọng đã mang đến cho anh chị nhiều các thông tin hữu ích để anh chị chọn được một cái dòng cân đúng nhất cho với nhu cầu sử dụng của mình. Và nếu đã vừa ý mới một cái dòng kênh nào rồi thì anh chị hãy gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì kênh Tự Gia Phát sẽ giao cân nhanh nhất đến chị ạ. Xin cảm ơn ạ.